Dạ vâng, em lại ngắt ô tô. Xin kính chào toàn thể quý vị, quý anh chị bạn đã tiếp tục và quay trở lại đồng hành cùng với em trong video clip ngày hôm nay. Vâng, trong video ngày hôm nay em gửi đến cho toàn thể anh chị bạn một cái video báo giá tổng hợp tất cả những cái mẫu xe đến từ thương hiệu của Nhật Bản và những cái mẫu xe đến từ thương hiệu của Hàn Quốc. Đặc biệt trong cái video ngày hôm nay là tất cả những cái mẫu xe này đều là những cái mẫu xe gia đình, anh chị bạn nhé, đều là những cái mẫu xe gia đình. Đấy, không dịch vụ, không taxi. Đó, và có những cái mẫu xe đang cắt lỗ sập sàn, những cái mẫu xe mà về lâu rồi thì em đang cắt lỗ sập sàn. Đấy, giảm lên đến 6-70 triệu đồng một đầu xe. Và có những mẫu xe mới về thì phải nói là giá cả rất hợp lý phải chăng rồi. Thì rất mong anh chị bạn mình đang có nhu cầu muốn sở hữu cái mẫu xe nào, alo trực tiếp cho em lại ngắt ô tô. Số điện thoại của em là 0866010016 nhé. Anh chị bạn có thể kết bạn Zalo trực tiếp để được tư vấn cụ thể nha quý vị anh chị bạn nhé. Giới thiệu cho quý vị anh chị bạn đây, một mẫu xe đang cắt lỗ sập sàn, Honda Civic. Con này Honda Civic hiện đang có 4 mẫu xe. Con này là đời 2008, mang phiên bản số sàn với động cơ máy của nó là 1.8 nhé. Đấy, biển Phú Thọ nhé anh chị bạn nhé. Giá con này là 218 triệu, bây giờ em đang cắt lỗ sập sàn xuống còn 160 triệu thôi. Đấy, một dòng xe phân khúc hạng C đời 2008, Honda Civic. Đấy, một chiếc xe gia đình sử dụng, không dịch vụ, không taxi. Tất cả những cái mẫu xe này nè đều là những cái mẫu xe gia đình cả, hoàn toàn không có dịch vụ taxi gì cả. 160 triệu đồng. Đúng ạ. Cắt lỗ lên đến 60 triệu đồng cho mẫu xe Honda Civic đời 2008 này. Bác nào đang quan tâm thì alo trực tiếp cho em, tư nhân biển Phú Thọ. Xe này thì gia đình chuẩn luôn, không có dịch vụ, không khoan nhé mọi người nhé. Đấy, với mức giá chỉ có 160 triệu đồng. Bác nào đang quan tâm thì alo trực tiếp. Con này thì mới cắt lỗ ngày hôm qua xong. Hôm trước nó vẫn còn là 220 và cắt xuống còn 200, bây giờ xuống còn 160 triệu. Đấy, chỉ còn 160 triệu đồng nhé quý vị anh chị bạn nhé. Tiếp tục đây, xin giới thiệu cho quý vị anh chị bạn, con này là con xe Hyundai Avante. Con này thì sản xuất 2012. Vâng ạ, một dòng xe phân khúc hạng C. Avante thì cửa hàng đang có 3-4 con. Đấy, con này thì đời 2012, số tự động, máy 1.6, tư nhân gia đình sử dụng, không dịch vụ, không taxi nhé các bác anh chị bạn nhé. Nội thất ghế da nguyên bản, giá loanh quanh tầm khoảng 289 thôi. Đấy, một mẫu xe phân khúc hạng C, số tự động, đời 2012 nhé các bác nhé. Một chiếc xe gia đình sử dụng luôn, chính chủ gia đình sử dụng, không dịch vụ, không taxi. Đang có cái bộ luật mới về biển số định danh. Cho nên là phần đa là những cái mẫu xe mà đang có tại cửa hàng thì bên em sẽ bao rất hồ sơ hết toàn phần luôn. Đấy, cho các bác anh chị bạn. Để chúng ta làm bấm biển số để làm định danh nhé. Đấy. Con này giá chào bán loanh quanh tầm khoảng 280 đến 290 triệu đồng. Tiếp tục đây, xin giới thiệu cho quý vị anh chị bạn, con này đời 2011. Cũng là một chiếc xe Hyundai Avante, con này đời 2011. Vâng, được mang phiên bản tự động, tư nhân biển Nam Định quý vị anh chị bạn nhé. Xe gia đình sử dụng nhé, cam kết cho quý vị anh chị bạn là không lỗi nhé. Đấy, hoàn toàn không lỗi nhỏ, keo chỉ cột kéo sắt xi zin nguyên bản. Đời 2011. Đấy, giá loanh quanh tầm khoảng 270 triệu đồng, rất rẻ luôn. 270 triệu đồng cho mẫu xe Hyundai Avante đời 2011 này. Đấy, cho quý vị anh chị bạn nhà mình đang thiện chí thì có thể nhấc máy alo trực tiếp nhé. Xe bao đẹp cho mọi người luôn, không lỗi. Đó, hoàn toàn không lỗi nhỏ gì hết nhé quý vị anh chị bạn nhé. Đăng kiểm mới. Đấy, xe bao đẹp. Tiếp tục xin giới thiệu cho quý vị anh chị bạn, con này là con xe Avante đời 2012, số tự động. Con này màu trắng ngọc trai. Vâng ạ, màu trắng ngọc trinh nguyên bản. Xe thì tư nhân biển Hà Nội. Biển Hà Nội. Đấy. Với cái giá tiền cho mẫu xe này cũng tầm khoảng 280 đến 290. Đấy, con này thì nội thất ghế da mới này. Đấy, tắp lô tắp ly bọc da hết rồi nhé mọi người nhé. Bọc hết bọc da rồi. Đẹp rồi, xe sẵn đi nhé. Đấy, trần thì trần nhị nguyên bản, có trang bị cửa lock đầy đủ hết. Xe tư nhân gia đình đi, không dịch vụ, không taxi. Đời 2012, loanh quanh 280 290 triệu đồng. Đó. Anh chị nhà mình quan tâm đến cái mẫu xe này thì liên hệ trực tiếp với em ngắt ô tô. Xe này thì gia đình chuẩn luôn, không có dịch vụ taxi gì cả. Đấy, loanh quanh tầm khoảng 280 đến 290 triệu đồng. Tiếp theo xin giới thiệu cho quý vị chị bạn ba cái mẫu xe Honda Civic. Vâng ạ. Con biển 21 này thì con này thì
sản xuất 2008 số tự động. Bản 2.0 nhá, anh chuẩn nhá, bản đủ bản 2.0 nhá. Giá lăn quanh tầm khoảng hơn 200. Đấy, nhô 200 một chút. 230 đến 240 cho mẫu xe Honda Civic đời 2008 số tự động này. Một chiếc xe gia đình sử dụng. Đấy. Con này thì cũng đăng kiểm mới luôn đấy các bạn, đến tháng 5 2024 mới hết đăng kiểm. Tiếp tục xin giới thiệu cho quý vị các bạn con này đời 2008. Vâng ạ. Con này đời 2008 đấy các bạn nhé. Và giá cũng lên quanh tầm khoảng 230 240 thôi. Đấy. Một chiếc xe Honda Civic 2008 số tự động bản 2.0. Đây quý vị các bạn nhé. Đó. Xe này thì bản đủ nhé, bản đủ có lock luôn ạ. Nội thất ghế da rất đẹp luôn. Dòng xe phân khúc hạng C. Với cái dòng những cái dòng xe này thì nó thật mọi người là không chạy dịch vụ bao giờ cả. À, dòng xe này chạy dịch vụ thì không nuôi được tại vì là xăng nó ăn khá là nhiều, tầm 10 lít đến 11 lít trên 100 cây. Chỉ tầm khoảng 240 triệu đồng. Quý vị các bạn đã có thể sở hữu ngay một chiếc xe Civic dòng xe phân khúc hạng C. Với cái dòng xe này thì nó không rớt giá cho lắm đâu ạ. Đấy, nó không rớt giá lắm đâu quý vị các bạn nhé. Tiếp tục đây xin giới thiệu cho quý vị các bạn con này cũng là một con xe Honda Civic. Con này đời 2009. Vâng ạ. Đời 2009 nha anh chị bạn nhé. Bản tự động, động cơ 1.8. Và giá chào bán cho mẫu xe này là 258 triệu đồng. Đây quý vị anh chị bạn nhé. Đó. Con này thì bản 1.8 thôi, nội thất ghế da mới này, màn hình đầy đủ này. Xe tư nhân gia đình sử dụng, biển Hà Nội một chủ từ đầu. Đó. Rất ok luôn. 1319, biển số khá đẹp. Nhưng biển số này thì chắc chắn là không thể làm định danh được. Biển 5 số mới làm định danh được nhé quý vị anh chị bạn nhé. 252 triệu, lăn quanh tầm khoảng 240-250 triệu. Đấy, các bạn có thể đến xem xe trực tiếp và đàm phán về giá cả cho mẫu xe Honda Civic 2009 này. Đấy, số tự động, xe tư nhân chính chủ gia đình đi nhé quý vị các bạn nhé, một chủ, dàn lốp mới cả dàn luôn, đăng kiểm mới. Tiếp tục xin giới thiệu cho quý vị các bạn một chiếc xe mới về, con này con Honda City, Honda City đời 2014 này. Với động cơ máy của nó là 1.5. Với cái dòng xe Honda City này thì là một trong những cái dòng xe phân khúc hạng C. Xin lỗi, phân khúc hạng B. Một trong những dòng xe phân khúc hạng B. Vâng ạ. Form dáng của con này thì nó khá là đẹp. Đấy, nó thiên về nội thất, thiên về ngoại hình, thiên về vóc dáng. Đấy, đi thì cũng rất là lành. Cái với cái giá tiền thì cũng tương đương với cái dòng Vios. Đấy, đời 2014 số tự động. Giá loanh quanh trên 300 nhé quý vị anh chị bạn nhé. Trên 300 triệu đồng nhé quý vị nhé. Đấy, một chiếc xe Honda City đời 2014, tư nhân biển Hà Nội 30A68845. Xe mới về cửa hàng xong. Giá loanh quanh trên 300. Đấy, cho quý vị anh chị bạn nhà mình đang thiện chí cái mẫu xe này thì nhấc máy alo trực tiếp cho em. Xe bao đẹp cho mọi người. Đấy, đây quý vị anh chị bạn nhé. Bác nào đang quan tâm thì alo trực tiếp cho em nhé. Đó. Mà em sẽ gửi đến cho mọi người video chi tiết hơn. Xe thì bên em còn rất là nhiều. Hôm nay thì em gửi đến cho quý vị anh chị bạn dưới chục mẫu xe, tổng khoảng gần chục cái mẫu xe thương hiệu của Nhật như Honda City, Honda Civic và Hyundai Avante. Đấy thì rất mong quý vị và các bạn nhà mình đang có nhu cầu muốn sở hữu cái mẫu xe nào có thể liên hệ trực tiếp với em Đại Ngát Ô Tô qua số điện thoại là 0866010016 nhé, để được sở hữu ngay cho mình những cái mẫu xe này với giá tốt nhất. Một lần nữa rất cảm ơn mọi người đã luôn đồng hành và xin chào, xin hẹn lại quý vị và các bạn trong những mẫu video lần sau nhé.